14 La Mã. Phẩm loài người. 1. Kiết sử. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử không được đoạn tận. Các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận. Các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một hạng người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến được tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với vị nhất lai, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử khiến được sanh, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người thượng lưu, đi đến sắc cứu kính. Đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người trung gian bát niết bàn, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. Đối với hạng người nào, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Đối với bậc A-la-hán, đối với hạng người này, này các tỷ kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Trả lời. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trả lời tương ứng, trả lời không tự tại, trả lời tự tại, trả lời không tương ứng, trả lời tương ứng và trả lời tự tại, trả lời không tương ứng, trả lời không tự tại. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 3. Lanh trí. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, chỉ giỏi về chữ nghĩa. Có bốn hạng người này. Này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 4. Nỗ lực. Có bốn hạng người này. Này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống nhờ kết quả của nỗ lực. Sống không nhờ kết quả của hành động, sống nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nỗ lực, sống nhờ kết quả của nỗ lực và sống nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nỗ lực, sống không nhờ kết quả của hành động. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 5. Có tội. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo,
có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, thành tựu với khẩu nghiệp có tội, thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người có tội. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nhiều tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có nhiều tội, không tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy là hạng người với nhiều có tội. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là người với ít tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu thân nghiệp với không nhiều tội, với có tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu với ý nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ít tội. Và thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người không tội? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có tội. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 6. Có giới. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 7. Có giới. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không kính trọng giới, không xem giới là tối thượng, không kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, không kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính trọng định, xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, kính trọng định, xem định là tối thượng, kính trọng tuệ, xem tuệ là tối thượng. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 8. Diễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Thân diễn ly, tâm không diễn ly. Thân không diễn ly, tâm diễn ly. Thân không diễn ly, tâm không diễn ly. Thân diễn ly và tâm diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân diễn ly, tâm không diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân diễn ly, nhưng tâm không diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người thân không diễn ly, nhưng tâm diễn ly?
Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy tại đấy, nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm vô sân, nghĩ đến tầm bất hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thân không diễn ly, nhưng tâm diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người thân không diễn ly và tâm không diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không sống tại các núi non, khóm rừng, tại các trú xứ xa vắng. Tại đấy, vì ấy nghĩ đến dục tầm, nghĩ đến sân tầm, nghĩ đến hại tầm. Như vậy, này các tỷ kheo, là thân không diễn ly và tâm không diễn ly. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân diễn ly và tâm diễn ly? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các trú xứ xa vắng. Vì ấy tại đấy, nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm không sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các tỷ kheo, là thân diễn ly và tâm diễn ly. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 9. Thuyết pháp. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và không liên hệ đến vấn đề, và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói ít và liên hệ đến vấn đề và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và không liên hệ đến vấn đề, và hội chúng không thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thuyết pháp, nói nhiều và liên hệ đến vấn đề, và hội chúng thiện xảo về liên hệ hay không liên hệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người thuyết pháp, và vị ấy được xem là hạng người thuyết pháp cho một hội chúng tương tự. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết pháp này. 10. Hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, có bốn hạng thuyết trình này, thế nào là bốn? Có bốn hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về nghĩa, không về văn, có hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về văn, nhưng không về nghĩa, có hạng người. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn, có hạng người. Này các tỷ kheo, không đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết trình này. Không có trường hợp này, này các tỷ kheo, không có cơ hội này, là một người đã thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi đến ngõ bí, về nghĩa, cũng như về văn.